Rồi là nói đầu tiên cho Nguyên xin được để lấy chào đến cô chú anh chị em mình ha Thì đầu tiên uh, Nguyên uh, giao lưu với mọi người một cái cây mai à, Cây mai này đang nằm trong cái chậu xáo Cây uh, ghép là siêu bông Sài Gòn uh, Nè mọi người bông búp đồ khá là tuyệt vời ha Thì cây này chơi Tết 2025 nha mọi người Để Nguyên quay một vòng cho mọi người Cao thì tầm khoảng chừng uh, 1 mét Cao tầm khoảng 1 mét Tán ngang thì cỡ một 1 mét 1 Nha mọi người đó, đây quay cho mọi người xem. Cây này chơi Tết thì tuyệt vời, mọi người lá là xanh. Dày, đó mọi người, bông bắp đồ thì nó rất là tuyệt vời mọi người. Đó. Rất rất nhiều luôn rồi ha. Rồi, thì uh, đầu tiên thì Nguyên sẽ tiến hành quay cho mọi người xem thì cái mai này đang nằm trong cái chậu xảo nó to nè mọi người. Thì đế là đế đặt nha mọi người. Đó, đế 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 đặt. quành ở đây đo tầm khoảng 40. 40 nha mọi người. Ờ, uh, chiều cao của cây là, đế lên là tầm khoảng chừng 20 nè, thấy không? Đế đặt cái này mai này khai thác ở chỗ nguyên rất là già mấy người ơi đó bốn chục nè mấy người coi cái đế đặt của cây nè cái bạn đế đây chắc cũng khoảng từ sáu uh, chục cho đến bảy chục nha mấy người nè những cái cộng đệ ghế để đệ đều gãy xuống nè mấy người đế đặt nha mấy người cây rất là to luôn rồi mấy người đó mình sẽ quay thì cái này uống theo phong cách bonsai nên nó sẽ xe quạt từng 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 nó về chơi tết mấy người bông bắp thì đang là đi ok hết đây nó mọi người rồi cao lên tầm khoảng chừng 1 mét ha mọi người thì một 1 mét đến 1 mét mốt về tán ngang thì tầm khoảng 1 mét mốt luôn à, rồi đang nằm trong cái chậu sáo đế thì đế đặt đó mọi người nguyên quay cho mọi người xem khá là đẹp ha đó rồi quay một số cây để cho cô chú anh em mình tham khảo thì anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ qua thông qua số điện thoại để chúng ta trao đổi ha rồi mọi người mình sẽ quay từ từ để cho cô chú anh em mình xem ha à, màu xanh giữ màu xanh lá thì trong giai đoạn này thì mình sẽ sử dụng một số cái loại phân mà để nuôi nụ ha mọi người tiếp tục nuôi nụ thôi rồi mọi người đó anh chị em nào thích thì có thể liên hệ nguyên để nguyên ra quay một vòng nè mọi người rất là to nha đây là tầm khoảng 40 nè mọi người khá là to hai tay của nguyên này hơn nữa mọi người để thì để đặt để đặt là mọi người để khá là to quành đế này cũng khoảng chừng Uh, cỡ cả, uh, cả trăm mấy mọi người mình để đây rất là to nha uh, mấy cây nào bự bự nguyên quay chị để đặt hay là xuống luôn là mọi người anh chị em làm cũng vô lại lại cái cây thứ hai thì nguyên cũng muốn giao lưu với cô chú anh chị em mình và đặc biệt đây là những cây mai ghép uh, cây mai đầu tiên nãy là ghép uh, siêu bông sài gòn cây mai này thứ hai là ghép giống siêu bông bình lại nút nụ khá là tuyệt vời luôn là mọi người khá nhiều rồi cây mai này là cây mai Uh, là tư quý đó mọi người hoành thì tầm khoảng 40 40 hai tay nguyên 10 40 tại vì thường thường nguyên đo bằng tay rồi mọi người khỏi lấy thước gì ha nói chung chất lượng mấy anh em về cứ đo rồi để thì để sổ xuống tầm khoảng 20 đó Ờ, uh, cao lên khoảng 20, 40, 60, 80 mấy Mới bấm cái ngọn để cho nó phân trèo Tiếp tục mọi người nọ Nhìn rất là đẹp luôn mọi người 40 thì cái tá ngang thì khoảng 20 40 60 80 Mày ngang đây, qua, qua qua đây nè mọi người, tới đây là 80. Thì cái này là tứ quý nha mọi người, tứ quý ghép. Tứ quý quý ghép siêu bông bình lợi thì một trong những cái giống mai mà được nhiều anh em nhà vườn là ghép nó mọi người. Thấy không? Cây khá là đẹp ha mọi người. Thì nó còn phân chèo, nút nụ thì lên thì trội mà cũng bể đầu luôn mọi người. Quá chứ. nó to là cái này là cái dạng to không phải là to nở nha mọi người, to mập mạp nha. To mập rồi mọi người thì chỉ còn dọn dạng trong vài tháng nữa thôi thì đã là tết đến xuân về rồi thì mấy anh em hãy nhanh tay lựa chọn những cây mai đẹp để mà chúng ta chân tết ha như cái dòng chân tết thì còn gì để nói nữa mọi người Bông búp lên khá là là đều đó hôm nay mình giao lưu với mọi người một số cây để cho cô chú này mình chơi thôi rồi thì cây tiếp theo đó nó là một cái cây mai uh... tiếp theo đó là mình giao lưu với mọi người một cây mai uh... siêu bông sài gòn hàng này thì uh, mùa mấy giải rồi mọi người rồi thì đây là nguyên quay cho mọi người cái hoành này ra khá là to nha này nếu mà đo ở trên đây thì hoành bốn mươi mấy là mọi người ở đây thì hoành sáu mươi sáu mươi đến bảy mươi rất là to quái nha nè cái rễ nó mọi người đó đang nằm trong cái chậu là chậu này là cái chậu uh, chậu uh, mà chậu bảy cao lên tầm khoảng chừng uh, cao tầm khoảng một mét tới ngang khoảng một mét ba cây rất là đẹp không, mọi người đó để mình quay cho mọi người xem rồi mặt sau ở đây nè mọi người thì cái này là ghép siêu bông là siêu bông sài gòn nha mọi người bông bắp là cũng ok đang đi trong trên quá trình mà hoàn thiện nó anh em nào thích thì liên hệ ba cây ha mọi người thì à, cây thứ tư mình sẽ tiến hành mình quay thêm một cây nữa để cô chú gửi ít ít để mọi người có thể xem tham khảo ha rồi thì uh, mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ ha rồi cây thứ tư là một cái cây uh, ghép giống cúc thọ hơn xin được giao lưu cùng cô chú anh chị em mình mới vô thêm một nước dây nữa để mà định hình nó rồi thì cây mai này hoành tầm khoảng chừng 40 nếu mà đo ngay cái cổ này đây hơn đó mấy người 41 42 hoành để đây thì khoảng từ 60 ha hoành, hoành hoành đế 60 đang nằm trong cái chậu là chậu chậu 6 cây cao lên khoảng chừng 1 mét rưỡi tới điểm ngọn nè mọi người nó mới vừa dựng lên cái ngọn rồi cây đang uống cúc họ hơn đó mấy hàng bự nay gửi cô chú cho mình một số cái hàng bự mình sẽ quay vòng vòng để cho cô chú này em mình xem ha đây là những trong cái hàng bự nha họ mới ngồi qua wow, xin lỗi cô chú em, anh chị em mình thì uh, quay cái uh, đế chứ cái đi đế thì phải quay là từ từ vòng vòng tròn để cho cô chú này em mình uh, tham khảo nha à. Mình đế rất là đẹp luôn mọi người nè. Bắt đầu nguyên quay xa để cho cô, cô chú anh em mình nó có cái cái tổng tổng quan nhìn cách nhìn cái tổng cái tổng quan nó tại khi cái này trong đây nó chặt mọi người nó rất là to mọi người ơi rồi uống theo cách bonsai mọi người thấy không thì cây mai này chơi càng chơi càng 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 đẹp thôi nó đang là cho nó nhìn hoàn thiện rồi cho luôn với cô chú chị em mình bốn cây ha bốn cây hàng bự gọi rồi anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ để có thể là biết thêm thông tin chi tiết á nguyễn sẽ gửi đến thông tin chi tiết nhiều hơn nữa ha rồi xin uh, uh, rất mong nhận được sự ủng hộ từ cô chú anh chị em mình ha rồi xin kính chào